Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Địch Soạn trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Vòng Xoay Chết Chóc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Ánh chiều tà đổ xuống con đường độc đạo dẫn đến làng Xiêm. Trên con đường còn mấy bóng người đang lụi hụi bước đi, trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mãi cho đến tận bây giờ, trên con đường mới thoảng qua một tí gió làm cho họ dễ chịu. Từ mấy ngày hôm nay trời đổ nắng, nhiều hôm tìm chẳng thấy gợn mây, làm cho bà con mệt nhọc. Đi làm mà thở chẳng ra hơi. Một người có nét mặt nhăn nhó, người ướt đẫm mồ hôi bảo: "Khiếp quá thôi, trời nó nắng quá thật đấy. Cứ như thế này ở nhà còn chịu trả nối, nói chi đến cái chuyện đi làm." Người đi bên cạnh lập tức nói theo: "Ai mà chịu được chứ. Cứ kia được cái đà này, mai mốt thì chúng ta phải đổi thời gian làm việc thôi. Ngày ở nhà nghỉ, đêm thì đi làm giống như mọi năm. Bà nhìn xem kìa, gần 6 giờ tối mà cơn hừng hực nóng, sao mà sống cho nổi." Bà kia gật đầu đồng ý đáp: "Đúng đâu bà, chắc ngày mai tôi sẽ đi làm ban đêm cho nó mát. Mọi năm cũng vậy, mình quyết định vậy đi." "À, tôi cũng vậy. Ngày nắng nóng thế này làm sao mà làm nổi chứ." Nói xong hai người hẹn nhau bắt đầu từ ngày mai sẽ đổi thời gian làm việc vào ban đêm. Khi đó thời tiết trở nên mát mẻ hơn hẳn, không phải nai lưng dưới cái nắng gay gắt. Cố gắng mà chịu đựng khéo có khi cũng có ngày đột tử mà chết giữa đầm. Vốn người dân ở làng Xiêm đã có thói quen đi làm vào ban đêm trong thời điểm trời nắng nóng suốt bao năm. Họ cũng đâu có muốn như vậy. Tuy nhiên vì ban ngày trời nắng quá chẳng thể chịu nổi, cho nên cứ vào mùa nắng, tất cả sẽ đổi thời gian làm việc. Ngày thì ở nhà ngủ nghỉ, làm việc lặt vặt, rồi lại túa nhau ra đồng để chăm sóc ruộng vườn. Năm nay thời tiết có vẻ thay đổi, thời gian nắng nóng đến sớm khiến cho dân làng bất ngờ chưa kịp phản ứng. Vốn tưởng ban ngày chỉ hơi nắng cho nên vẫn làm được, nào đâu ngờ chỉ được có dăm hôm đã lên đến cực độ. Chắc chắn mai đây không ai bảo ai, người làng cũng tự đổi thời gian làm đồng về lúc về đêm cho khỏe. Trên con đường dẫn về làng Xiêm, hàng chục bóng người mặc bộ đồ bảo hộ, bàn chân ướt mem lên đến đũng quần, đi thành túp hai túp ba người, cứ như vậy nối đuôi nhau trở về làng. Vừa đi vừa phe phẩy cái nón vành phạch cho bớt nóng, dù bây giờ đã là gần 6 giờ tối, mà trời đang dần lạnh xuống sau khe núi. Cả đám đang đi thì từ phía ngược lại có bóng dáng của một người con gái còn trẻ tuổi chạy như bay đến rồi gọi: "Bố mẹ ơi, mọi người ơi, mau về đi, trong làng có chuyện rồi ạ." Người con gái vừa chạy một mạch gấp gáp gọi hướng về hai ông bà đang đi với nhau và cả những người khác đang ở sau lưng. Ông Môn chính là bố cô gái thấy sự lạ, tiến lên rồi hỏi: "Có cái chuyện gì la toáng lên vậy? Trong làng xảy ra chuyện gì?" Cô gái dừng lại miệng thở hồng hộc sau khi chạy cả một quãng đường dài. Cô ấp úng lấy hơi mãi mới nói được: Cụ Duẩn cũ chết rồi, mọi người mau về đi à." Hai vợ chồng kia nghe vậy thì tái mặt, đám người đi đằng sau tiến vội lại hỏi: "Hồng ơi, cụ Duẩn cũ làm sao?" Hồng liền nhắc lại giọng nhạt đi: "Cụ Duẩn cũ mất rồi à, người ta mới phát hiện ra." Tất cả đều kinh hãi lo lắng nhấc bước chân đi vội về làng. Cụ Duẩn mà mọi người vừa nhận được tin chính là cụ trưởng làng. Cô đã làm chức vụ này suốt mấy chục năm để lo cho bà con. Cũng được coi là một người đứng đầu của làng Xiêm. Thế nên dân làng mới hoảng hốt như vậy khi nghe tin cụ ra đi đột ngột. Vừa đi ông Môn vừa nói chuyện với mọi người: "Sao lại xảy ra cái chuyện này nhỉ? Cụ Duẩn còn khỏe mạnh như vậy, sao tự nhiên đùng cái lại lăn ra chết?" Hồng vừa bước vội vừa lắc đầu đáp: "Con cũng không biết nữa. Bà nãy con đang nấu ăn thì nghe bên nhà cụ ấy có tiếng ồn ào, người ta chạy đi chạy lại. Con ra xem có chuyện gì, nghe được là cụ Duẩn cụ ấy chết rồi. Sao có người lại bảo con ra gọi mọi người về gấp, cho nên con mới chạy ra đây." Nghe xong tất cả đều trở nên vội vã hơn. Vốn là cụ Duẩn năm nay mới ngoài 70, sức khỏe của cụ cực kỳ tốt,
chẳng bao giờ bệnh tật. Người ta nhìn cụ có khi phải thọ hơn cả trăm. Ông Môn còn kể mới tối qua sang nhà cụ uống trà. Thế cụ có vấn đề gì đâu, sao hôm nay lại đột nhiên ra đi như vậy? Về đến làng chẳng ai còn chạy về nhà mà đi qua thẳng nhà cụ Duẩn, nơi có mấy bóng người đang vội vàng chạy qua chạy lại. Họ tiến nhanh vào bên trong, thấy thi thể của ông cụ được đặt ở trên giường, người duỗi thẳng ra thẳng tắp, da thịt co lại không một hơi thở. Với tình trạng này ai cũng hiểu chắc chắn cụ đã ra đi. Sau một lúc định thần thì mọi người mới biết hôm nay hai vợ chồng ông Bên đều ra ngoài đồng. Con gái của ông bà thì cũng ở căn nhà khác, bận biểu với ruộng nương, cho nên chỉ có một mình cụ Duẩn ở nhà. Hai vợ chồng sau ngày làm mệt mỏi thì trở về, thế trong nhà có vẻ ảm đạm. Thường thì giờ này cụ đang tới mấy đám rau ở quanh nhà, hoặc làm một số việc lặt vặt để vận động chân tay. Còn có lúc bận biểu với sổ sách công việc của làng. Tuy nhiên hôm nay căn nhà trở nên yên ắng đến lạ. Cụ Duẩn bố của ông Bên lại chẳng thấy đâu. Thế là ông Bên liền thả luôn cái đống dụng cụ lầm đồng xuống sân, chạy vào rồi lớn tiếng gọi. Bố ơi! Bố đang làm gì vậy bố ơi? Không nghe tiếng của ông cụ đáp lại, ông Bên cảm thấy có chút lo. Chẳng biết bố đang làm gì mà không thấy người cũng chẳng nghe thấy giọng. Chả lẽ là cụ Duẩn đi đâu? Không hỏi thêm, ông Bên lúc này tiến thẳng vào sân nhà chính. Tất cả yên ắng chẳng có lấy một bóng người. Không thấy bố đâu, ông Bên tiếp tục đi theo lối nhà dẫn xuống sau bếp. Vừa đặt chân xuống nơi, nhìn qua bên tay trái, gần bên cái bếp than, ông liền chạy lại, miệng la lớn. Trời đất ơi, bố ơi, bố sao thế này? Ở đó ông cụ Duẩn đang nằm im bất động, người duỗi thẳng mắt nhắm nghiền. Ông Bên chạy tới vừa chạm vào người của cụ thì đã cảm thấy lạnh, vì có thể cụ đã chết cách đây được mấy tiếng. Nghĩ lại mấy hồi trưa bố của mình còn khỏe mạnh, ngồi ăn cơm với hai vợ chồng, giờ đây lại nằm một chỗ cơ thể lạnh toát như vậy. Ông Bên gào lên gọi bố dậy, tuy nhiên ông cụ đã hoàn toàn tắt thở, không còn sự sống. Dân làng sau đó vội vàng chuẩn bị phụ giúp cho ông bà Bên lo hậu sự, người mà họ vô cùng kính nể. Trong đám ma, tiếng cảnh trống, tiếng khóc than con cháu vang lên ầm ĩ, còn có cả tiếng khóc nức nở của những người dân trong làng, vì trước đây được cụ tận tình giúp đỡ. Giờ cụ ra đi đột ngột như vậy khiến ai cũng bất ngờ và hết sức thương tiếc. Thi thể của cụ Duẩn được khâm liệm xong, đặt vào quan tài như thường lệ, vẫn làm cho những người khuất khác. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, không có chuyện gì. Nắp quan tài đóng lại trong tiếng khóc than đến nẫu ruột. Nhưng người đã mất thì không thể sống lại được. Cái chết của cụ Duẩn được cho là sốc nhiệt, với cái nắng gay gắt ấy thì làm sao ai chịu nổi, huống chi là một cụ già tuổi đã ngoài 70. Bình thường khỏe là như vậy, nhưng đối diện với thời tiết cực đoan thì cụ ra đi một cách đầy bàng hoàng, khiến cho tất cả mọi người phải cảm thương. Mọi thứ được chuẩn bị xong, giờ đưa cụ ra đồng cũng đã định là 2 giờ chiều ngày hôm nay. Ở bên ngoài trời nắng nóng chẳng tìm thấy gợn mây. Cái nóng oi bức không một ai có thể chịu được, cứ như vậy táp vào người. Tất cả đều phải tìm mọi cách để không phải hứng cái nắng đó vào da thịt. Đoàn người đến viếng cho cụ toát hết cả mồ hôi. Cả người ướt đẫm, anh nào bị hôi nách thì khỏi phải nói. Mùi hương nó đến kinh khủng như thế nào. 19-10 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Nền nhiệt tăng nhanh chóng, khiến con người ta cảm thấy bí bách khó thở. Lại cộng thêm cái mùi khói nhang nghi ngút, càng làm cho ối người xây sầm mặt mày, muốn ngất đi ngay tại chỗ. Thời gian đổ gần về trưa thì mức nhiệt lại càng tăng lên. Một người trong làng đứng thàn thở. Khiếp quá thôi, nắng kinh khủng. Nắng như thế này ai mà chịu nổi hả ông trời ơi? Không chỉ có ông ta mà rất nhiều người cũng có chung lời than ấy. Chiều còn phải đưa ông cụ ra đồng mà trời nắng như vậy, ai mà đi cho nổi. Nghĩ là vậy thôi, chứ cứ đúng giờ là mọi thứ phải được diễn ra. Đã đến 2 giờ chiều, tiếng trống lại càng vang lên rụn rập. Quan tài của cụ Duẩn được đưa ra ngoài, chuẩn bị đưa về bãi tha ma của làng Xiêm. Nó nằm bên ngoài làng, băng qua một con đường dẫn đến cánh đồng nơi dân làng tập trung sản xuất chăm lo mùa vụ. Thời đó ở đây làm gì có xe tang, tất cả đều được làm bằng sức người. Từ cây trống được cột dây rồi treo ngang một cái cọc.
hai người ở ngay đầu khiêng đi, còn một người đi theo để đánh. Phía sau cái quan tài cũng vậy, nó được cột dây chắc chắn, xong được người ta xách lên bằng mấy thanh gỗ và đưa đi, tất cả hoàn toàn bằng sức người. Đoàn đưa tang nối đuôi nhau đi ở đằng sau, dưới cái nắng như đổ lửa, mọi người dường như đã không chịu nổi, dù chỉ là đi được một đoạn. Có người còn uống cạn cả chai nước mà chẳng có thấm thoát gì, mặt nhăn nhó lều thều bước đi. Hơi nóng hừng hực làm tất cả không thể vững bước. Mặc dù vậy nhưng mà đoàn người đưa ma vẫn cứ như vậy bước đi. Ra đến đoạn đường mòn khá rộng, hai bên là cánh đồng bạt ngàn, họ lại rẽ vào một con đường nhỏ hơn bên tay trái. Đây là con đường dẫn ra nghĩa địa của làng. Trời quá nóng khiến cho không chỉ dân làng mà cả mấy người khiêng hòm cũng chịu không nổi. Ai nấy hoa mắt lên như là dại đi. Lại thêm phải khênh cái quan tài quá nặng, cho nên sức lực mau chóng cạn kiệt, chỉ cố gắng bước đi từng bước nặng trịch. Đi khúc cua tại con đường nhỏ rẽ qua bên tay trái, nó còn nằm thấp hơn so với mặt đường, cho nên tất cả phải cẩn thận đi xuống tránh để quan tài rơi ra. Hai người phía bên trên chậm rãi cẩn thận bước xuống rồi tiếp tục đến hai người ở sau. Bình thường thì chuyện này cũng không mấy khó khăn, tuy nhiên hôm nay trời nắng quá, sức ai cũng đã cạn, làm cho bốn người khiêng quan tài không còn giữ được sự tập trung. Đang đi bình thường thì tự nhiên một trong hai người khinh ở đằng sau, chân trượt đi ngã rúi rụi, người lăn xuống đến mấy vòng do độ dốc khá lớn. Khi một trong bốn người đã không còn giữ được thăng bằng mà ngã xuống, tất nhiên ba người còn lại cũng không đủ khả năng để nâng được cái quan tài của cụ Duẩn. Nó đổ ầm xuống trước ánh mắt kinh hãi của dân làng Xiêm. Lại còn xảy ra chuyện ngay khi đang cua nên cái quan tài lật ngang xuống so với mặt dốc, đâm ra liền lật đến mấy vòng rồi lăn xuống ruộng. Cái quan tài lăn lông lốc xuống bờ ruộng, dừng lại trước cặp mắt kinh hãi của những người khiêng quan. Người ta sợ đến muốn đứng tim vì cái áo quan chỉ còn lăn thêm một vòng nữa là sẽ đổ ập lên người của một gã vẫn còn đang nằm rúi rụi ở dưới ruộng. Trên bờ ba người còn lại vì quá bất ngờ, trong lúc mất tập trung dù không bị ngã nhưng cũng phải chao đảo một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Mọi sự xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng gì cả. Chỉ có tiếng hét cùng với những gương mặt sợ hãi của dân làng. Bên bờ ruộng cái áo quan nằm im lộn ngược cả lại đằng sau khi bị làm cho đổ xuống. Như vậy chắc chắn cái xác bên trong cũng không còn được nằm yên. Trong đám ma mà xảy ra cái sự này chắc chắn là chuyện chẳng có gì tốt đẹp. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, mùi khói nhang vẫn còn bao trùm lên một góc đường. Nỗi lo lắng của người dân làng Xiêm lại bị đẩy lên cao khi vừa rồi nắng là như vậy, nắng đến muốn đốt hết những gì ở bên dưới. Vậy mà giờ đây ngay sau khi cái quan tài của cụ Duẩn bị làm cho lăn xuống bên bờ ruộng, mây đen đã từ đâu kéo tới. Tiếng sấm sét rền vang ở trên bầu trời, không khí trở nên lạnh đi trông thấy. Khối người trong đoàn đưa tang còn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc thì đã thêm nỗi lo lắng sợ hãi về hiện tượng lạ trên bầu trời. Không ai bảo ai, họ cảm thấy những gì đang xảy ra là báo hiệu cho một điểm không tốt đã ập đến với làng Xiêm. Mây đen kéo tới giăng kín cả không gian, chẳng mất thêm nhiều thời gian, màn mưa như chút nước cũng đổ xuống. Bên dưới đám người còn đang loay hoay xử lý sự việc vừa diễn ra, cơn mưa tầm tã từng hạt lao xuống, đập vào tấm lưng của cả trăm bóng người. Thế nhưng họ không thể dừng lại mà cố gắng lật quan tài lại để tiếp tục xử lý, sau đó mới có thể tiếp tục đưa đi chôn. Mất thêm gần 2 tiếng đồng hồ nữa, cơn mưa vẫn đổ xuống, cánh đồng chung quanh ngập trong biển nước. Đoàn người sau khi xử lý xong mọi việc lại tiếp tục bị bõm men theo con đường trên cánh đồng tiến ra nghĩa địa. Đám tang của cụ Duẩn xong xuôi, nỗi lo tiếp theo của dân làng Xiêm chính là cánh đồng ngập nước sau cơn mưa. Mọi thứ quá bất ngờ. Mấy hôm qua họ còn lo đồng ruộng của mình thiếu nước, chẳng biết phải làm sao. Thế sao đám ma của cụ Duẩn, tất cả lúa đang chìm trong nước, họ phải túa nhau để thắt cạn. Thắt ngày không hết thì lại thắt đêm. Ấy mà chẳng biết nước từ đâu cứ ầm ầm kéo tới. Đúng như dự đoán, lúa màu của bà con sau chuỗi ngày ống trong biển nước cũng không thể sống được. Thời đó kiến thức của người dân còn hạn hẹp, lại gặp phải những tình huống như vậy nên không biết giải quyết sớm thì họ coi như đã bỏ để vụ sau làm lại.
Bất lực đứng nhìn cánh đồng của mình, ông Bên thở ngắn than dài. Ông trời ơi, sao lại đối xử với chúng tôi vậy chứ? Ông Bên như là muốn nổi điên. Xuân mấy hôm chỉ cứ mưa liên tục, mưa như xối xả, khiến cho ai nấy cố gắng thế nào cũng không thể thắt được nước trong đầm. Ấy vậy mà ngay khi lúa màu đã chết úng hết thì trời lại trở lên nắng, nắng như đổ lửa. Nắng như cái hôm diễn ra đám ma của ông cụ Duẩn, bảo ai mà không điên cho nổi. Chẳng biết cái chết của cụ Duẩn có phải là nguồn cơn của sự việc hay không, thế nhưng ngay sau đó là một chuỗi những sự kiện kinh hoàng ập đến với người dân. Lúa màu thì chắc chắn không thể cứu được, thế nhưng nó lại mang tới một nguồn lợi khác, như để vớt phát được chút bù lại cho vụ mùa đã coi như mất trắng. Trong số có anh Dân là nhà ở cuối làng Xiêm, mấy hôm trời mưa cũng là thời điểm anh có thể bắt được lấy tôm cá, bán lấy tiền đông gạo. Ít nhất thì cũng không để bản thân bị đói vì túng tiền. Đêm hôm ấy anh quyết định xách theo cái giỏ ra ngoài đồng kiếm mấy con cá, mai còn đem ra chợ bán. Chỉ sống một mình cho nên dù khó khăn, Dân vì không phải lo cho ai, cho nên anh ta chỉ cần kiếm lấy miếng ăn qua ngày. Nửa đêm trời còn mưa rả rích, Dân một mình lúi húi đi trong màn đêm hướng ra cánh đồng. Đúng như mong muốn, vừa đặt chân tới đầu con đường độc đạo dẫn đến làng Xiêm, hai bên cánh đồng nằm trũng xuống so với mặt đường. Dân vẫn có thể nhìn thấy tất cả đang chìm trong biển nước. Đầu đó tiếng cá nhảy bị bõm lẫn trong tiếng ếch nhái kêu. Dân vui mừng tự nhủ, chuyến này chắc sẽ bắt được nhiều lắm, ít nhất thì không phải lo chết đói. Nghe tiếng cá nhảy trên mặt nước cộng cả tiếng ếch nhái đang kêu, Dân biết đêm nay bản thân sẽ bắt được rất nhiều để sáng mai đem ra chợ bán. Chân bước thẳng về phía xa nhất của con đường, thửa ruộng của anh ta lại chính nằm trên con đường rẽ về bên tay trái, dẫn ra nghĩa địa của làng Xiêm, nơi mấy hôm trước quan tài của cụ Duẩn bị lật xuống. Giờ đây con đường nhỏ ấy cũng đang chìm trong nước. Dần chỉ có thể xác định vị trí nhờ vào trí nhớ của mình. Mặt nước tuy khá cao, thế nhưng có lẽ cũng chỉ tiếng hông của anh ta mà thôi. Săn ống quẩn lên lấy thêm mấy đốt, Dân cầm lấy cái giỏ khá lớn của mình bắt đầu lội xuống. Đúng như dự đoán, khi mà lội hẳn xuống ruộng, mực nước chỉ dâng đến ngang hông của Dân mà thôi. Anh ta bắt đầu bước đi bị bõm, men theo tiếng cá nhảy chung quanh. Đoàn úp cái giỏ xuống, thò tay vào mò mẫm xem bên trong có gì hay không. Sau màn đêm tiếng mưa rơi rả rích, tiếng cá nhảy trên mặt nước, đâu đó Dân cũng nghe thấy tiếng người khác cũng đang đội nước bị bõm. Có lẽ là cũng đi bắt cá bắt tôm như mình. Mò bên trong một cái giỏ một chút, Dân ổ lên tỏ vẻ đầy vui mừng. Mày đây rồi. Tóm lấy con cá bị ủ bên trong. Với kinh nghiệm của mình, Dân biết đó là một con cá rô đồng to cỡ ba ngón tay. Ngoài ra anh ta còn vui hơn khi biết bên trong không chỉ có một mà đến cả hai con. Lội được một đoạn, Dân bắt được rất nhiều cá, con nào con nấy to cỡ ba bốn ngón tay, khiến cho anh vui mừng. Cứ như thế này bắt một lúc là đã để cái giỏ đeo ở bên hông. Dưới thửa ruộng ngập nước của mình, Dân ra sức ụp lấy ụp để. Lần nào lần ấy cũng bắt được ít nhất phải hai con và cả tôm tép. Mặt anh ta đầy sự vui mừng vì quá tập trung. Dân chẳng biết mình đã di chuyển đến sát bờ ruộng từ bao giờ, nơi mà hôm trước quan tài của cụ Duẩn bị rơi xuống. Lò bắt cá một hồi, Dân mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh ta đứng thần người lại, mặt có chút e sợ khi nhớ về cái sự việc ngày hôm ấy. Trời vẫn đổ mưa tí tách, nước mưa đã thấm ướt nhẹp cả người. Tuy nhiên Dân lại không cảm thấy quá lạnh vì đã quá quen. Thế nhưng khi vừa nhận ra mình đang đứng ở đâu thì anh ta bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình có chút kỳ lạ. Cơn mưa lạnh lẽo do tấm áo ướt bắt đầu ăn vào trong da thịt, khiến cho Dân rùng mình một cái. Cảm thấy có điều gì khó chịu, anh ta quyết định cởi luôn cái áo của mình ra vắt kiệt nước rồi ném lên trên bờ. Chuẩn bị tiếp tục mò cá thì từ đằng sau lưng xuất hiện tiếng bước chân bị bõm của ai đó đang lội nước, nghe rất rõ. Đứng thẳng người dậy hướng mặt ra sau, Dân lấy làm lạ. Rõ ràng vừa rồi nghe được tiếng bước chân của người khác, vậy mà bây giờ quay lại thì lại chẳng có ai. Anh ta bấy giờ lên tiếng hỏi. Ai vậy?
Phía trước mặt dân lúc này chỉ là khúc ruộng tối thui, mưa còn đang rả rích. Dù mắt đã quen với bóng tối, tự nhiên anh ta không thấy gì khác lạ cả, cũng không có bóng người nào, và chắc chắn là không có ai đáp lại câu hỏi vừa rồi. Hử nhẹ một tiếng cho rằng mình nghe nhầm, có thể là của một người đi mò cá bị bom đâu đó vọng lại. Sân quay người lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Còn chưa kịp làm gì thì sau lưng lại vang lên tiếng ai đó đang đội buồn tiến lại. Dần đứng thẳng dậy quay người lại rồi lớn tiếng: "Ai đó?" Sau lưng của anh vẫn chỉ là một bóng tối mịt mù cùng với những hạt mưa lất phất trong đêm. Tất cả chỉ có dân và sào ruộng chìm trong biển nước, ngoài ra chẳng hề có ai. Không thấy ai sau lưng, anh ta ngoái đầu nhìn chung quanh. Tuy nhiên trời quá tối, chỉ quan sát được một đoạn, không hề có bóng người, miệng lẩm bẩm hỏi: "Con mẹ nó chứ nhỉ, rõ vừa nãy là nghe tiếng lội nước mà bây giờ thì chả có ai, lạ vậy." Dù đang có sự lạ nhưng dân cũng không mấy tỏ ra sợ hãi, vì anh ta năm nay đã hơn 20 tuổi, lại sống một mình từ nhỏ đến giờ, cho nên nào nghĩ đến mấy cái chuyện ma cỏ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đi mò cá vào ban đêm. Cơn mưa nhỏ lất phất đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên dân chẳng cảm thấy chuyện này có điểm nào tốt, vì gió lạnh bắt đầu lùa về. Cơn gió lồng lộng thổi bay cả tóc, cộng thêm người ướt đẫm nước mưa, khiến anh ta bắt đầu run lên. Tất cả như là báo hiệu chuẩn bị chờ đổ cơn mưa nặng hạt. Dân biết thế này chắc chắn không thể cố gắng nán lại thêm, phải về thôi kẻo mưa lớn. Cha tay vào trong giỏ cá thì cũng gần đầy, vậy là cũng coi như đủ. Dân quyết định đi lên bờ đi về để kịp tránh trời mưa. Tuy nhiên anh ta lại đơ mặt rồi nhăn nhó, vì đôi bàn chân không thể nào nhấc lên được. Mặt cau lại, dân dồn hết sức nhấc bàn chân lên, nhưng lại cảm thấy bản thân vô lực. Đôi bàn chân cứ như bị bùn đất phía dưới siết chặt, chẳng thể nào rút ra. Gã vừa cố hết sức kéo chân vừa lẩm bẩm trời: "Mẹ kiếp, cái chuyện gì thế này?" Đôi bàn chân gần như đã bị siết chặt ở dưới bùn, dần có thế nào cũng không thể nhấc lên được. Trên bầu trời tiếng sấm nổ càng lúc càng rền vang inh ỏi cả tai. Từng tia sét bắt đầu rọi xuống dưới đất. Tiếng nổ vang trời cũng là lúc dân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó không đến từ tứ tâm linh ma quỷ, mà dân sợ những tia sét kia sẽ đánh trúng người của mình. Còn đang ra sức nhấc chân lên thì ở đâu đó trong thửa ruộng tối tăm, tiếng bước chân của con người đã bị bọn phát ra và tiến lại phía của dân. Nghe tiếng lội nước, anh dừng lại không cố kéo chân lên nữa. Trong đầu xuất hiện một tia vui mừng rồi lên tiếng gọi: "Ai đấy? Ai ở đây vậy? Giúp tôi với, tôi bị kẹt chân ở dưới bùn." Chẳng biết đó là ai, nhưng dân thấy mừng vì mình sắp được cứu, chứ tự mình thì chẳng thể nào thoát lên được cái chỗ này. Ấy vậy mà vẫn không hề có tiếng ai đáp lại. Tất cả tối om lâu lâu mới nhậm nhoạng hiện lên trước mắt của dân sau những tia sét trên nền trời. Bây giờ tất cả những gì anh ta nghe được chỉ là tiếng đổ nước của ai đó càng lúc càng gần. Sau đó thì một tiếng ảo như là nước tràn từ trên xuống. Dân ngỡ ngàng khi thấy cái áo mà gã vừa mới ném lên trên từ đâu đã rơi xuống, dù ở trên bờ chẳng hề có ai. Chưa kịp bất ngờ, anh cả kinh hét lên khi phát hiện dòng nước chung quanh đã bắt đầu thay đổi. Chúng tự nhiên di chuyển chung quanh người của dân, rồi bắt đầu tạo thành một vòng xoáy. Trên bờ nước từ đâu kéo đến tràn xuống thửa ruộng nơi anh còn đang bị mắc kẹt. Dân sợ hãi kêu lên, mong muốn có ai đó đến cứu mình. "Có ai không? Có ai không? Giúp tôi với." Nước từ đâu tràn xuống dưới ruộng mỗi lúc một nhiều, mực nước mới chỉ ngang hông của dân đang tăng lên nhanh chóng. Bây giờ nó đã đến tận ngang cổ họng. Quá sợ hãi, anh hét lên đầm mỹ mong có người cứu. Dân dùng hết sức la hét khi nước mỗi lúc một dâng cao. Thế nhưng mà ông trời như đang muốn tận diệt con người đang dần mất đi hy vọng. Phát ra những tia sét kèm với tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của dân hoàn toàn bị lấn át. Trong tình thế gần như đã bị định đoạt, dân dù cố gắng vùng vẫy hỏng thoát khỏi nơi đây, thế nhưng con nước từ đâu cứ như vậy tràn về. Nó tạo thành một cái vòng xoáy rồi từ từ nhấn chìm anh ta xuống. Dần dù cố gắng nhưng càng người càng lúc lún sâu và bị siết chặt.
nước đã ngập vào trong lỗ mũi rồi nuốt trọn cả con người. Dưới thửa ruộng toàn là nước, chỉ còn phát ra những tiếng ọc ọc của ai đó như đang hít thở những hơi cuối cùng. Trên bầu trời, ánh chớp sáng lòa vẫn liên tục rọi xuống đúng ngay vị trí dân vừa đứng. Mọi thứ chung quanh trong tích tắc rực lên, để lộ thân ảnh của một ông lão tuổi đã cao, trong bộ quần áo rách nát, cả người thâm xỉ cháy lẹm, tóc tai lởm chởm rối bù, người còn rỉ ra những dòng máu đỏ. Cơn mưa sau đó kéo đến phủ kín cả màn đêm, sân đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển nước, chẳng còn thấy xác. Quay lại cái thời điểm khi mà trời đã đổ nắng, bà Tuyên hôm nay có việc định qua nhà dân tới sửa hộ cho mình cái vách nhà, vì anh ta ngoài việc làm đồng áng còn nhận thêm bất cứ công việc gì để kiếm tiền trang trải. Qua tới nơi thì cổng nhà ghép bằng mấy cái thanh gỗ đang được đóng lại chứ không khóa. Bà liền cất tiếng gọi vào bên trong. Dân ơi, cháu có nhà không? Bà bảo cái này. Không có tiếng đáp lại, bà tiếp tục gọi. Dân ơi, bác Tuyên này, cháu có nhà không? Trời cũng đã xế chiều nhưng cái nắng vẫn còn gay gắt. Bà Tuyên dừng lất phất cái nón cho đỡ mồ hôi. Giờ này không thấy đâu, chẳng lẽ anh ta chưa đi làm về. Nghĩ vậy bà quay lưng định tối sẽ quay lại tìm, thì gặp một người khác đi ngang qua. Người kia thấy bà thì hỏi. Ủa bà Tuyên, bà qua tìm thằng Dân đó hả? Hình như là nó không có ở nhà đâu. Người vừa lên tiếng là bà Hằng, nhà cũng ở gần với Dân. Biết bà Tuyên định nhờ vào anh ta điều gì đó thì liền mách. Bà cứ về đi, ở khi nào nó về tôi bảo cho, chứ cả mấy ngày nay anh chả thấy nó ở nhà. Ở thì nó đi đâu hả ba? Sao lại không có thấy? Tôi đâu biết đâu, mấy hôm nay chẳng thấy nó đâu cả. Cả nhà cả ngày cứ đóng kín cửa đó, không có thấy người, tôi cũng chả biết là nó đi đâu cả. Ờ ra vậy hả? Ở thì tôi về nha. Nhờ bà khi nào thấy nó về thì nhắn giùm tôi với. Ờ tôi biết rồi, bà cứ về đi, ở có gì để tôi nói cho. Bà Tuyên trở về, như vậy việc sửa lại cái nhà có khi phải gác qua một bên, vì bà chỉ muốn Dân làm cho mình thôi, vì tính của Dân cẩn thận làm rất tỉ mỉ. Không gặp được Dân, bà Tuyên trở về nhà, còn bà Hằng đứng đó mặt tỏ ra khó hiểu, nhìn vào căn nhà đóng kín, bà thắc mắc rồi lẩm bẩm. Cái thằng này tự nhiên đi đâu mấy hôm mà chả chịu về. Vừa trở về nhà, trong đầu của bà Hằng có rất nhiều sự thắc mắc về Dân. Bà nhớ mấy hôm trước còn thấy anh ta ngồi ủ rũ trong nhà, chỉ có ánh đèn dầu sau khi vụ mùa mất trắng. Cũng sau cái buổi tối ấy thì không còn thấy Dân đâu nữa. Bà Hằng lo lắng nghĩ tới điều gì đó rồi bảo. Thôi chết, đừng có nói là... Đột nhiên bà Hằng nghĩ đến việc Dân vì buồn sau khi mất vụ lúa, anh ta đã dồn hết tiền bạc để đầu tư cho nên nghĩ quẩn. Không đoán già đoán non, bà liền nói suy nghĩ của mình ra cho Dân lắng nghe. Ngày đêm ấy thì họ túa nhau đi tìm khắp nơi, những nơi được cho là Dân có thể tìm đến và cả cánh đồng để tìm, thế nhưng chẳng ai thấy. Đã mấy hôm trời nắng gay gắt, tuy nhiên nước ở dưới cánh đồng vẫn chẳng rút được bao nhiêu, khiến Dân làng cảm thấy kỳ lạ. Ngày thì nắng như đổ lửa, mà dường như là mực nước dưới ruộng ngày càng dâng lên. Sự cảm không lành, mấy người đàn ông liền lội xuống thửa ruộng của Dân để tìm kiếm, vì sợ anh ta nghĩ quần gieo mình ở đó. Cả đám ra sức lần mò cả đêm mà chẳng thấy, có người liền bảo. Hay là xác của nó bị con nước nó cuốn trôi đi rồi. Khả năng này cũng không phải là không thể. Thế nhưng họ gạt đi vì mong muốn Dân vẫn còn sống. Còn chưa kịp hy vọng thì một tiếng hét của ai đó vang lên. Mọi người ơi, tôi nhìn thấy cái gì này? Người đàn ông vừa rồi cố gắng mò dưới bùn thêm một chút, vô tình cầm được một thứ vải mềm. Trời đã tờ mờ sáng, ông ta rút nó lên rồi đặt lại bằng nước sạch. Đúng như dự đoán, trên tay của người đàn ông chính là một cái áo, mà khi nhìn kỹ họ nhận ra đây chính là cái áo của Dân hay mặc đi làm đầm. Chẳng biết Dân có thực sự nằm lại đây hay không, thế nhưng cái áo này giống như minh chứng cho việc đó. Đám dân làng còn mệt mỏi sau đêm thức trắng, một lần nữa gắng sức tìm Dân, mãi cho đến trưa cũng không tìm thấy đâu cả. Giờ đây nhìn cánh đồng bạt ngàn chỉ nước là nước, muốn tìm xác của người thanh niên đâu phải chuyện dễ. Mọi chuyện còn đang rối bời thì ngày hôm sau, sự việc tiếp theo xảy đến khiến Dân tình hoang mang đến tột độ. Mới sáng sớm trong làng Xiêm vang lên tiếng gọi, mà giọng nói không ai khác là của bà Hằng.
Ông nổ ơi, ông nổ. Ông đâu rồi ông nổ ơi? Mọi người ơi, có ai thấy chồng tôi đâu không hả? Dân làng nghe tiếng gọi vang vọng thì chạy ra, một người kéo bà Hằng lại. Có chuyện gì mà sáng sớm gọi ầm ĩ lên thế? Lão chồng tôi không biết đi đâu sáng sớm mà chả thấy ở nhà. Tự nhiên lòng tôi nóng như lửa đốt đấy bà. Linh cảm cứ như là có cái chuyện chả hay. Bà bình tĩnh đi. Chắc ông ấy theo đám đàn ông trong làng đi ra ngoài kia tìm thằng Dân. Lão chồng tôi cũng đi theo mà. À ừ nhỉ. Trời đất ơi, sáng dậy tìm không có thấy, làm tôi lo quá. Khiếp thôi, làm tôi hết cả hồn. Thôi, hai chị em mình ra đó xem họ có tìm thấy gì không. Nhưng vẫn còn lo lắng cho chồng, bà Hồng đồng ý ngay. Hai bà cùng với vài người khác liền kéo nhau ra đầm để xem đám đàn ông có tìm được gì. Bà Hằng sau khi đến nơi liền hỏi: Mấy bác ơi, lão chồng em đâu rồi nhỉ? Một người đàn ông nghe vậy ngẩng mặt lên đáp: Sao chồng bà mà lại hỏi chúng tôi? Lão ấy đâu có ở đây? Ủa vậy là sao à? Chồng em không ở đây thì ở đâu? Mà mấy người kia đâu rồi bác? Người đàn ông tiếp tục trả lời: Thì lão bên với mấy người khác đi ra ngoài xa hơn để tìm. Chúng tôi vẫn mò ở đây. Cơ mà chồng bà thì không có ở đây đâu. Đêm qua chúng tôi gọi lão mà có thấy gì đâu, ngủ như đã chết đó, cho nên chúng tôi đi luôn. Nỗi lo lắng tiếp tục dấy lên trong tâm trí của bà Hằng. Ông Nổ không đi cùng mọi người thì đi đâu? Ông Nổ chính là người ngày hôm qua đâm mò trúng cái áo của thằng Dân. Bà liền bảo: Ôi tôi chết rồi, nếu vậy thì ông ấy đi đâu được chứ? Em tìm mãi mà chả có thấy. Mọi người nghe vậy thì kéo lại hỏi chuyện bà Hằng mới kể. Trưa hôm qua sau khi về nhà, ông Nổ tắm rửa ăn uống sau đó đi ngủ. Ông ngủ một mạch cho đến tận chiều rồi dậy tiếp tục ăn. Ăn xong rồi lại ngủ và nói là mệt. Sợ ông ốm sau một đêm sục sạo ở ngoài đồng để tìm kiếm Dân, cho nên bà Hằng không nói gì để mặc cho chồng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm tỉnh dậy không thấy chồng đâu, bà cảm thấy bất an trong người, lòng nóng như lửa đốt cho nên mới đi tìm. Dân còn chưa thấy đâu, bây giờ lại đến ông Nổ mất tích, khiến dân làng hoang mang tột độ. Ai nấy cũng cảm thấy hai sự mất tích này nhất định có chuyện chẳng lành. Quay lại thời điểm vào đêm hôm qua, trước khi đám đàn ông giáo nhau đi tìm xác của Dân, trong nhà ông Nổ còn đang ngủ say, cả người đầy sự mệt mỏi do thời tiết và cả một đêm lần mò tìm kiếm tung tích của Dân. Ông Nổ đang ngủ say thì chợt nhăn nhó vì bên tai có tiếng ầm ĩ như là tiếng mưa giông. Nửa đêm bất ngờ tỉnh dậy, ông Nổ lấy làm lạ vì trời đang nắng đột nhiên lại đổ mưa. Thế nhưng điều làm trông chú ý là lẫn trong cơn giông có cả tiếng bước chân của ai đó. Đầu óc tỉnh táo một chút, ông Nổ có thể biết giờ đã là nửa đêm, thế mà lại có ai đó đang đi ở bên ngoài dưới cơn mưa giông nặng hạt. Ông thều thào rồi tự hỏi: Mưa thế này còn ai đi đâu vậy chứ? Tự hỏi vậy thôi chứ ông cũng chẳng bận tâm cho lắm, vì người ta đi đâu là chuyện của họ, quan tâm làm gì. Thế nhưng khi nghe nghĩ, ông Nổ lại cảm thấy tiếng bước chân dẫm vào vũng nước đang đến rất gần, như thể ngay trong sân của nhà mình. Ở bên ngoài thì cơn mưa càng lúc càng dày đặc, nhưng không thể át đi tiếng bước chân bị bõm. Tiếng chân lội nước mỗi lúc một gần rồi sát bên tấm vách đối diện với chiếc giường nơi hai vợ chồng ông Nổ nằm. Quay hẳn người lại nhìn vào tấm vách nhà, ông Nổ linh cảm đang có người đứng sát vách nhìn vào bên trong. Cảm giác này khiến cho ông sợ hãi và run lên. Không biết người ở bên ngoài là ai, ông Nổ lại nghe tiếng chân dẫm trên mặt nước. Tiếp tục bước đi sau một lúc thì dừng lại. Lần này người ở bên ngoài giống như đang đi đi lại lại dọc theo ngôi nhà. Sợ quá, ông Nổ co rúm người lại, mặt cau có cố gắng suy nghĩ xem có thể là ai. Được một lúc thì ông nghĩ đến chẳng lẽ là một kẻ đang muốn đột nhập vào nhà mình. Tiếng đi đi lại lại đó có thể là đang tìm cách để lẻn vào trong nhà. Còn mẹ nó chứ, cái đứa nào vậy? Bỏ qua chút sợ hãi trong lòng, ông Nổ ngồi dậy định mò ra xem thế nào nửa đêm nửa hôm mò vào nhà ông. Nhà thì cũng chẳng có gì cả, nhưng ông phải cẩn thận vì ba cái thằng chó cũng rất dậu, chúng đâu có gì quan tâm. Nghĩ là làm, ông Nổ đi ra khỏi phòng, lần mò trong bóng tối tìm xuống dưới bếp, vớ tạm thanh gỗ để làm vũ khí. Sau đó ông quay trở lại nhà chính rồi dựa vào tiếng chân bị bõm ở bên ngoài để mà lựa thời cơ ra tấn công. Cả người hết sức tập trung, ông Nổ lắng tai nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Đợi cho đến khi mà nó
tới ngay đối diện ông. Ông liền mở chút cửa lao ra ngoài. Còn mẹ mày, đứa nào mà nửa đêm lẻn vào nhà ông, ông cho mày biết tay. Cửa bật tung, ông nổ lao ra bên ngoài toan đánh cho thằng quỷ nào nửa đêm định mò vào nhà mình. Thế nhưng ông dừng lại hẳn, mặt đầy ngạc nhiên sau khi ánh sáng từ một tia sét rực lên. Đối diện với cửa nhà ông đúng là đang có một bóng người. Khi ánh sáng từ tia chớp chỉ tắt đi, chỉ còn lại trước mắt ông là một bóng đêm. Tuy nhiên ông nổ có thể nhận ra đó là ai trong khoảnh khắc vừa rồi. Miệng của ông để ấp úng: Dân, là mày phải không Dân? Đối diện ông nổ lúc này bóng đen của một người đang đứng nghiêm. Ông có thể khẳng định đó là Dân chứ không ai khác. Sự ngạc nhiên càng lúc càng lớn vì tiếp tục có một tia sét khác rực lên chói lòa. Ông thấy cả người của Dân ướt đẫm toàn bùn đất, cả người trắng bệch, đôi chỗ còn bị cháy xém lại, nhìn khá kinh dị. Hàng loạt những tia sét sau đó càng giúp cho ông nổ nhìn rõ con người đang đứng ở trước mặt. Dân à, mày đi đâu mà cả người ướt đẫm thế này? Trời đất ơi, mày làm cho cả cái làng này lo muốn chết. Ông quay vào bên trong rồi cất tiếng: Bà Hằng ơi, bà Hằng, thằng Dân nó về rồi đây này. Gọi xong ông tiếp tục quay lại định nói chuyện với Dân, thế nhưng lại chẳng thấy anh ta đâu. Ủa cái thằng này, mới đây mà đã đâu rồi hả? Thả luôn cái cỗ đang cầm ở trên tay, ông nổ tiến ra ngoài vài bước để tìm kiếm Dân. Chẳng biết vì sao chỉ trong thoáng chốc ông nổ quay đầu và gọi vợ thì Dân đã biến mất. Đang nhíu mày tìm kiếm trong màn đêm, ông nổ giật mình vì một cái bả vai truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, như có người vừa đặt tay lên đó. Sự giá lạnh khiến trông đập tức quay phắt lại. Một tia chớp lại rực sáng, ông nổ thấy ngay trước mắt của mình là một người thanh niên với gương mặt trắng bệch, đôi mắt không có lồng đen chỉ toàn một màu trắng đục, miệng nhoẻn một nụ cười đầy thâm hiểm và đáng sợ. Chỉ trong tích tắc, tia chớp rực lên, cái con người kinh khủng đang ở trước mặt đã làm trông nổ miệng ú ớ, cả người nhũn đi vì sợ. Cả mắt bắt đầu dại đi và chẳng kịp hét lên tiếng nào. Thần trí của ông hoàn toàn thất thần sau khi thấy nụ cười để ám ảnh của Dân. Tâm trí của ông nổ mất sạch, cũng là lúc không gian chung quanh trở nên bình thường. Trên trời chẳng một gợn mây đầy những ánh sao. Phía dưới cơn gió xào xạc lùa qua, dịu đi cái nóng oi bức dù trời đã về khuya. Trong bóng tối mập mù hiu quạnh, ông nổ vô thức bước chân đi vào đêm. Cả người không còn lý trí bước đi chập chững, đôi mắt nhắm chặt lại. Tuy nhiên lại chẳng vấp pháp gì cả, cứ như thể có người đang dẫn lối cho ông ta. Bước ra khỏi cổng nhà, ông nổ chẳng thèm đóng cái cổng lại mà tiếp tục bước đi, hướng thẳng ra con đường độc đạo rồi hòa vào trong màn đêm đen đặc. Giữa bóng tối u tĩnh bên ngoài cánh đầm, hai bên những thửa ruộng còn đang ngập trong biển nước. Ở trên đường, dáng của ông nổ cứ như vậy lều thều đi từng bước, nghe từng bước chân loạt xoẹt. Chỉ còn một mình trên con đường, tuy nhiên tiếng bước chân hiện tại dường như phải là của hai người phát ra. Những tiếng bước chân đều nghe rợn cả người. Ông nổ tiến đến vị trí ngay khúc cua dẫn ra nghĩa địa, đúng nơi xảy ra sự việc ngày đưa cụ Duẩn ra đầm. Ông đứng im ở đó, người quay lại nhìn xuống thửa ruộng tràn ngập nước, miệng nhoẻn miệng cười cực kỳ đáng sợ. Đứng im một lúc, ông nổ bắt đầu di chuyển xuống thửa ruộng để cho người dần dần chìm xuống làn nước. Cũng dừng ngay tại vị trí hôm trước mà Dân bỏ mạng, ông nổ đứng yên tại chỗ để mặc cơ thể của mình từ từ lún xuống. Trên bờ chẳng biết từ đâu nước tràn về ầm ầm xối xả, tất cả như đang đổ dồn vào người ông. Ông nổ bấy giờ mới thình lình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy bản thân đang ở nơi nào đó tối tăm lầy lội. Ông hoàng hồn miệng ú ớ chưa hiểu gì cả. Nước từ đâu tràn về mỗi lúc một nhiều, vòng xoáy bao quanh người của ông ta càng lúc càng mạnh, kề chặt cả cơ thể xuống. Bùn ở bên dưới khiến cho ông nổ bây giờ có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc chân bỏ chạy. Hoảng quá, ông liền hô lớn: Có ai không? Có ai không? Không có ai trả lời, không một ai xuất hiện. Nước đang dâng cao đến cổ họng, ông nổ còn sợ hơn khi nghe đâu đó có một tiếng cười khẳng khặc của một lão già vọng tới. Tiếng cười nghe chẳng giống một con người, làm ông nổ càng thêm sợ hãi và tiếp tục mất đi lý trí. Nước đã tràn cả vào trong miệng của ông ta. Ông khục khặc nổ nó ra, nhưng bất lực vì nước dâng lên quá nhanh.
Cả cơ thể của ông bấy giờ đã hoàn toàn chìm trong biển nước, chỉ còn lại mấy cái bọt khí trồi lên rồi tắt hẳn. Nước bắt đầu rút đi, vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất, không gian trở lại trạng thái bình thường. Cũng là lúc mấy người đàn ông trong làng kéo nhau ra để tìm xác của dân. Hai sự mất tích liên tiếp của hai người làng khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Họ bàn tán với nhau suốt. Một bà liền bảo: "Mãi từ hôm nay mà chẳng tìm thấy ông nổ với thằng dân đâu. Mọi người có thấy cái chuyện này nó ghê không hả? Tự nhiên đang yên đang lành này bỏ đi đâu. Có khi là chết ở dưới ruộng cũng nên." Một người khác nói: "Chả biết thế nào. Nếu mà chết ngoài đó thì chắc chắn do ma quỷ nó bắt đi, chứ đâu phải bình thường. Mấy bà nghĩ xem đi, cái ông nổ là người tìm thấy cái áo của thằng dân. Ngay ngày hôm sau ông ấy mất tích. Bây giờ ai tìm được cái gì chắc cũng chẳng dám vớt lên, chết kinh đi được." Giọng bà khác lại tiếp tục phụ họa: "Đúng rồi đó. Ngay cả cái chuyện trời đang nắng gắt đổ mưa như chút đã. Mưa cứ như là lũ từ đâu kéo về, úng hết cả ruộng đồng. Sau đó trời lại nắng mà chẳng thấy nước rút đi. Ngay cả mình có làm gì thì mực nước vẫn giữ nguyên. Nghĩ thôi mà đã thấy lạ rồi. Này mấy bà, có khi nào cái hôm ấy đưa quan của cụ Duẩn ra đồng mà lại để bị lật xuống như vậy, cho nên cụ về cụ bắt người trong làng mình đi không?" Một bà nhớ lại cái sự việc hôm đám tang cụ Duẩn ngay trước khi những sự việc lạ xảy đến. Nghe thế vậy người khác lại gạt: "Chắc không phải đâu. Cái ngày cụ còn sống chăm lo quan tâm đến dân làng như vậy, sao bây giờ chết đi có thể làm vậy với chúng ta? Tôi nghĩ chả phải." Thế nhưng mà bà không thấy lạ sao? Cái hôm ấy ngay sau khi cái quan tài của cụ bị lật xuống, trời đột nhiên kéo mây đen rồi mưa như chút đó. Nghe bà này phân tích cũng khá hợp lý, mấy người còn lại càng tỏ ra lo lắng. Cứ thế này thì có khi chỉ nay mai thôi sẽ tiếp tục có thêm người vong mạng mà lại chẳng thể tìm được xác. Mấy người đàn ông trong làng sau mấy hôm tìm kiếm cũng đành bất lực, ngồi chờ cho nước rút xuống. Ấy nhưng mà trời nắng gắt suốt mấy hôm mà chẳng giảm được tí nào. Lời đồn chuyện ma quỷ hay linh hồn cụ Duẩn hiện về bắt người đồn ầm lên ở trong làng. Chẳng có ai dám ra ngoài vào ban đêm. Có người còn kể là nửa đêm còn nghe ở ngoài cửa nhà có tiếng bước chân đi lại. Họ truyền tay nhau mấy chuyện như vậy rồi dặn dò đủ thứ. Tưởng rằng như vậy chẳng có kẻ nào tiếp tục phải chết cho đến khi tìm được thầy về để xem. Thế nhưng vẫn còn có những kẻ không hề biết sợ. Từ hôm ấy mọi người cơm nước xong thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân loẹt quẹt đi ngang qua đường. Bình thường thì họ cũng quen với cái tiếng chân này, vì đó chính là tiếng của lão Phốt nát rượu nhà ở gần cuối làng. Lão này không vợ không con, cả ngày be bét rượu chè chẳng có mấy lúc tỉnh táo. Ngày thì ở nhà ngủ, tối lại xin xẻo đi ra ngoài đường, trên tay cầm chai rượu trắng, vừa đi vừa uống, miệng ngân nga mấy câu hò ai nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Bình thường thì chẳng sao, tuy nhiên hôm nay trong làng đang xảy ra sự lạ. Một người nghe tiếng của lão thì ngoái đầu ra gọi: "Bác Phốt ơi, về nhà đi, tối rồi đừng có đi lung tung." Lão Phốt nghe chung quanh có tiếng người gọi tên của mình thì liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm. Đoạn mắt dừng lại ở một ngôi nhà đang còn mở cửa. Ánh đèn dầu bên trong phát ra. Ở trước cửa một người phụ nữ mặc chiếc áo hoa, có lẽ cũng là người vừa gọi mình. Lão Phốt chân nọ đá chân kia vừa đi vừa ngáp: "Tao đi đâu kệ tao, chúng mày quan tâm làm cái gì hả? Đông là mấy cái con đàn bà nhiều chuyện." Ở trong nhà bà Lan nghe vậy thì bực lắm, thế nhưng lão say rượu nên không thèm chấp. Bà chỉ đang lo lão đi đâu rồi mất tích thì lại khổ. Tuy lão này nát rượu nhưng cũng là người trong làng, không lo làm sao cho được. Bà tiếp tục bảo: "Bác về nhà nghỉ ngơi đi, trong làng đang có chuyện sợ lắm đấy. Bác đừng có đi lung tung lại gặp chuyện." "Ồ, hai cái con mẹ này, người toàn mùi mắm. Tao đi đâu là việc của tao chứ, việc của nhà mày đâu mà lo. Bố tổ cái con mẹ già đầu có lắm chuyện, cẩn thận không là ông lột ra mày đấy." Thế lão đã quá say muốn nhắc nhở cũng chẳng được. Giờ mà cố nói thêm có khi lão lại lao vào nhà tấn công, cho nên bà Lan lại thôi. Ngoài đường lão Phốt thấy con mụ mặc áo hoa kia đã đi vào nhà thì chửi thêm vài câu rồi bỏ đi. Đưa tay lên ngậm mồm vào cái cổ chai tu ở ngực mấy ngụm rượu. Đôi chân của lão lảo đảo bước đi, mém ngã đến mấy lần. Lão cứ đi rồi chẳng biết khi nào đã ra đến con đường độc đạo dẫn vào làng. Hai bên cánh đồng ngập trong nước.
Tuy nhiên mấy cái chuyện này lão chẳng bận tâm. Vẫn là nốc rượu đoạn lảo đảo bước đi, vừa đi vừa hắt ỏm cả lên. Mình à, sao đôi ta chẳng thể xuất phát đi chung một chuyến ga tàu? Cảm thấy có gì sai, lão thì thầm. Ủa, ở ga gì nhỉ? Kệ con mẹ nó, kệ mẹ nó đi. Chỉ xong lão lại tiếp tục hắt được câu nữa thì người dừng lại vì cảm thấy mình vừa nghe được tiếng gì đó. Quay đầu nhìn lại miệng lầm bầm, cần mẹ gì thế nhỉ? Sau lưng của lão tối tăm mờ mịt, chẳng nhìn rõ thứ gì, cũng chẳng hề có ai như vừa rồi lão nghe thấy tiếng chân người dẫm trên cỏ khô. Đã quá say, lão phốt cũng chẳng biết mình có nghe nhầm hay không mà lại tiếp tục quay đầu để đi tiếp. Đưa chai rượu lên định uống, thế nhưng còn chưa kịp bỏ vào mồm thì ở đằng sau một lần nữa âm thanh sột soạt bước đi của một người khác lại vang lên. Lão phốt nghe được hình như không chỉ có một mà đến những hai ba người đang đi theo mình. Giờ không còn mấy tỉnh táo nhưng lão khẳng định mình không thể nhầm. Lão quay ngoắt người lại hỏi như trời, còn mẹ chúng mày, ai đang đi theo tao đây? Hỏi xong lão hừ lên trong miệng, đôi mắt đã đục hẳn xuống vì rượu, vẫn cố gắng mở ra thế nhưng chẳng thấy ai. Mới tức thì lão ta nghe rõ một một tiếng bước chân của hai ba người đan xen nhau, mà quay lại lại chẳng hề có ai. Lão uống thêm một ngụm rượu, quay lại hét toáng cả lên, tí nữa thì rớt luôn cả chai rượu đang cầm ở trên tay xuống đất. Trước mắt của lão từ khi nào có hai bóng người đứng lù lù ở đó, cả người ướt đẫm. Ôi ôi, đứa nào đấy? Cái con mẹ chúng mày làm ông hết cả hồn. Lão phốt miệng tuy chửi vậy thôi, chứ lão cũng nhát gan lắm. Tình huống này mà xảy ra lúc đang còn tỉnh, chắc lão trụy tim mà chết. Thế nhưng vì người đang say nên chỉ hơi sợ một chút. Lão phốt hử giọng rồi hỏi hai người, ai đấy? Hỏi sao không có trả lời? Nửa đêm ra đây làm gì hả? Hai kẻ đứng trước mặt của lão phốt không nhúc nhích cũng chẳng trả lời. Cả người của họ ướt sũng như với leo lên từ dưới ao, bằng con mắt gần như muốn sụp xuống vì say rượu. Lão phốt quan sát mãi thì mới ổ lên, ồ, lão nổ với thằng dân nữa hả? Chứ chúng mày đi đâu mấy hôm mà để cả làng đi tìm thế? Theo như lời nói của lão phốt, hai bóng người kia là ông nổ và dân. Những người đã đột nhiên biến mất suốt mấy hôm nay cũng là người trong làng, cho nên chuyện hai lão mất tích lão cũng có nghe qua. Lão phốt thấy vậy kinh ngạc rồi nói, ồ hay, cái ông này hỏi mà không có trả lời. Cảm thấy mình bị coi thường, lão phốt vội vàng bước theo, thế nhưng bước chân liền chậm lại. Bên tai vừa nghe được giọng nói của một hai người phía trước, đi thôi, đi với chúng tôi. Còn đang bực bội vì nghĩ mình bị coi thường, lão phốt bấy giờ dường như hoàn toàn dịu lại. Sự bực tức trên gương mặt giảm đi nhanh chóng. Với cái bản tính nát rượu không từ chối bất cứ kẹo nhậu nào, lão lại nghĩ ngay đến câu vừa rồi là dù mình đi nhậu. Đi nhậu hả? Đi, có thế chứ. Lần sau hỏi phải trả lời nhá. Hai người kia vẫn cứ bước đi chẳng đáp lại. Lão phốt cũng mau chóng bước theo không quên tu thêm ngụm rượu. Còn đang bước đi, lão vừa như dúi đầu vào ai đó thì lùi lại nhăn nhó. Ồ hay, sao đang đi dừng lại? Ở đây làm gì có quán nhậu? Phía trước ông nổ và dân đang đi thì đột nhiên dừng lại, đứng thần người tại vị trí nào đó mà lão phốt vì quá say vì trời tối không thể nhận ra. Bực mình vì mãi hai người chẳng chịu đi, lão phốt định tiến lên vừa đi vừa chu chéo. Nè, hai cái thằng mất dạy này, ta đang hỏi chúng mày đó sao không có trả lời? Bằng chất giọng như muốn xây mềm của mình, lão cứ như vậy văng tùng để xua giả cơn giận. Tuy nhiên mới bước được một bước thì hắn dừng lại, vì ở phía trước giọng của một hai người kia lại vang lên. Tới rồi, tới rồi. Nghe câu nói, mặt của lão phốt ngẩn ra đánh nhìn chung quanh. Xung quanh chỉ là cánh đồng còn đang ngập nước. Lão chửi, tới cái gì mà tới, bị điên à? Toàn là ruộng không lẽ tính nhậu ở đây? Giọng của một trong hai người kia tiếp tục, tới rồi, tới rồi. Bây giờ lão phốt mới bắt đầu thiết lạnh sống lưng vì giọng nói này. Không quen với hai người kia, tuy nhiên theo lão nhớ thì làm gì có ai trong hai người có chất giọng như vậy.
lại đưa tay cầm chai rượu lên để uống. Lão Phút giật mình vì đã chẳng còn thấy cái chai ấy đâu rồi sốt sắng. Đâu rồi, rượu của ta đâu rồi? Quay ngang quay dọc để tìm kiếm, chẳng biết từ lúc nào nó đã không còn trên tay. Bất chợt phía trước ông Nổ từ từ tiến lại, nâng bàn tay của mình lên rồi bảo: Đây nè, rượu của mày đây nè. Lão Phút dừng lại ngẩng mặt lên. Đúng là trên tay của ông Nổ từ khi nào cầm chai rượu. Mặt đầy mừng rỡ định cầm lấy chai, thế nhưng một lần nữa mẹ nghịch xa khi ông Nổ đột nhiên ném thẳng nó xuống thửa ruộng bên tay trái của lão. Có bất ngờ lão Phút chỉ biết ú ớ. Đối với lão ấy thì rượu chẳng khác nào cuộc sống. Lão tức lắm miệng quát lớn: Ồ cái con mẹ mày chứ, làm cái gì sao lại vứt chai rượu của tao? Quá tức giận, lão Phút định lao vào ăn thua đủ với ông Nổ. Thế nhưng cả người cứng đờ không di chuyển được. Chỉ còn cái đầu của lão là còn có thể ngẩng lên cúi xuống nhìn gương mặt của người phía trước. Mặt của hắn bắt đầu biến sắc, miệng ú ớ không thốt được chữ nào. Đối diện ông Nổ đứng đó miệng nhoẻn ra một nụ cười ma mị. Một đôi mắt mở lớn chẳng có chút lòng đen trắng bệt giữa màn đêm. Tay chỉ xuống dưới ruộng nói giọng ồm ồm đặc quánh: Xuống đó lấy đi, rượu của mày ở đó đó, mà xuống lấy đi. Lão Phút run rẩy nhìn theo cánh tay của ông Nổ. Dưới mặt nước lão thích chai rượu của mình đang nổi lềnh bềnh, chẳng biết là còn chút rượu nào trong đó hay không. Đang bực tức là vậy, thế nhưng bây giờ cảm thấy sợ hãi đã làm cho lão nhũn cả người. Đôi mắt bắt đầu dại đi vì bên ta liên tục nghe được câu nói kinh dị của ông Nổ: Xuống đi, xuống lấy chai rượu của mày đi. Tiếp sau đó là tiếng cười của không chỉ một mà hai người, chính là ông Nổ và Dân. Hai tiếng cười lạnh lẽo đan xen vào nhau rồi xoáy sâu vào tâm trí của lão Phút, khiến cho lão nhanh chóng mất đi tỉnh táo. Ngày bắt đầu di chuyển xuống dưới ruộng, mắt trợn ngược lên chỉ còn mỗi đồng trắng. Lão cứ như vậy bước đi chậm rãi trong tiếng cười khẳng khặc của cả hai bóng người phía sau. Hôm sau, việc lão Phút mất tích chỉ được phát hiện khi bà Lan cảm thấy lo lắng rồi qua nhà tìm. Chẳng thấy đâu, bà mới hô hoán mọi người kể lại việc tối qua. Dân làng dù chưa biết lão có thực sự biến mất như hai người kia không, hay chỉ là đang say mềm ngủ vờ ngủ vật ở đâu đó. Chỉ mất ít thời gian, dân làng đã tìm thấy chai rượu của lão Phút đang kẹt ở góc ruộng. Tuy nhiên chẳng ai dám nhặt nó lên vì sợ. Cái sự việc ông Nổ mất tích ngay sau hôm mò được cái áo của Dân giống như là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ dân làng. Thế tình hình không ổn, ông Bên đứng ra rồi bảo: Cái chuyện này không ổn rồi, chúng ta nhất định phải tìm thầy về gấp, chứ ngồi một chỗ như vậy chả phải cách. Đám người chung quanh cũng liền gật đầu đồng ý. Đúng rồi, cái làng mình mau chóng đi tìm thầy đi, không thì lại có người mất tích nữa đấy. Vốn mấy hôm nay đã tính đến chuyện mời thầy về xem, thế nhưng qua làng Bên lại chẳng gặp được thầy Trấn. Sự việc bây giờ khiến cho họ chẳng thể đợi thêm được nữa. Xung quanh vùng này ngoài thầy Trần ra thì lại chẳng có thể cúng nào cả. Nhưng mà dù thế nào họ cũng phải đi tìm cho bằng được. Cả đám đang loay hoay tính chuyện mời thầy thì từ đâu ú ớ một tiếng của đứa trẻ con vang lên. Tìm kiếm một chút, dân làng thấy đó là tiếng của con bé Kim, con của bà Bảy. Nó cũng tò mò cho nên chạy ra đây để hóng chuyện. Kim đứng ở một góc nhìn xuống thửa ruộng bên tay trái của mọi người. Cơ thể của nó run lên. Bà Bảy thấy con như vậy chạy vội tới: Con sao vậy? Con sao thế này? Người con bé Kim run rẩy. Sau khi bà Bảy chạm vào không những không bớt đi được, lại còn tăng lên từng hồi. Mấy người làng cũng chạy tới để xem có chuyện gì. Kim vẫn chỉ đứng ú ớ, mặc cho ai có hỏi gì thì hỏi: Kim ơi! Kim! Cháu sao vậy Kim? Hỏi một lúc con bé không trả lời. Bây giờ dân làng mới bắt đầu chú ý đến biểu hiện trên khuôn mặt và ánh mắt của nó khi nó đang nhìn xuống dưới ruộng. Đúng như suy đoán, Kim từ từ nâng cánh tay chỉ xuống mặt nước rồi miệng ấp úng: Cái gì kia? Tất cả mọi người cùng nhìn xuống dưới ruộng. Gương mặt của họ bắt đầu ngẩn ra rồi biến sắc. Hơi thở chậm lại vì ở dưới đó mặt nước vừa rồi còn đang yên nắng, thì bây giờ bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ. Mọi thứ dịch chuyển, nước bắt đầu xoay vòng tạo ra một cái vòng xoáy rồi chẳng có ai động vào. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người và cả ánh mắt sợ hãi của Kim,
Dòng nước xoáy càng lúc càng mạnh, kèm theo tiếng ọc ọc và đám bọt khí trồi lên. Xoáy nước mỗi lúc một lớn, từng tia bọt khí trồi lên nghe ọc ọc. Sau một tiếng, cứ một thứ gì đó nổi hẳn lên, bắn cả nước trên con đường mòn dẫn vào làng Xiêm. Mùi thối từ cái thứ ở dưới nước nhanh chóng tỏa ra, khiến ai nấy phải bịt mồm bịt mũi lại. Thứ vừa trồi lên không cái gì khác, chính là xác của một gã thanh niên còn trẻ tuổi, đó chính là Dân. Người đã mất tích suốt mấy ngày hôm nay, bây giờ lại nổi lên dưới dòng nước lạnh lẽo. Dân làng rồi đã lường trước được việc này. Tuy nhiên khi xác của Dân nổi lên, chẳng thể nào không tỏ ra kinh ngạc. Rõ ràng cái vị trí nó nổi lên, đám đàn ông trong làng tìm rất kỹ, thế nhưng nào đâu có thấy. Bà Hằng nhìn thấy xác của Dân thì cũng như biết được số phận của chồng mình, không nhịn được bà quỳ xuống rồi khóc thét cả lên. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Ông ơi là ông đang ở đâu vậy? Sao chúng tôi khổ thế này hả ông trời ơi? Cả đám định xuống vớt xăng cho Dân lên, thì từ đâu đó giọng nói già nua vọng lại. Mau dừng lại, nếu không muốn có người tiếp tục phải chết. Cả đám người giật mình sau câu nói, bước hẳn lên trên bờ. Cả người run lên rồi nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nhanh chóng có người nhận ra đó là ai, liền vui mừng cất giọng. Thầy Trấn, là thầy Trấn, trời ơi may quá, cuối cùng thầy cũng tới. Phía trước người đàn ông đã khá cao tuổi, một nước da nhăn nheo, mặc trên mình bộ quần áo màu nâu sầm, phải đeo một cây tai nải từ từ tiến lại. Nghe tiếng Dân làng, ông cũng gật đầu chào rồi tiến tới. Nhìn vào xác của cậu thanh niên trôi nổi ở dưới, thầy Trấn thở dài. Trước mắt đã không được đưa xác của cậu ấy lên, đó chỉ là mồi thử mà thôi. Ai mà động vào xác chắc chắn sẽ có người tiếp theo vòng mạng. Ở dưới đó không chỉ một mà có những ba cái xác. Thầy à, thế bây giờ chúng con phải làm sao hả thầy? Để xác thằng bé nó lềnh bềnh như vậy tội lắm. Không được, trước khi ta tìm hiểu rõ ngọn ngành chuyện này, không ai được động vào cái xác. Còn nếu đã không nghe, ta xin phép ra về. Tất cả nghe vậy thì lên tiếng cản thầy lại. Thầy Trần giang hiểu cho mọi người trở về tập trung ở nhà ông bên. Đi qua đi lại suy nghĩ gì đó, đoạn thầy hỏi. Thầy hỏi câu này nhất định mọi người phải nói thật. Trước khi ông cụ Duẩn mất, có nhà nào đi dọn dẹp mồ mả ở nghĩa địa không? Nghe nhắc đến cụ Duẩn, mấy bà đằng sau lập tức xì xào. Đấy, tôi nói đúng chưa? Cái chuyện này liên quan đến cái chết của cụ Duẩn đấy. Bây giờ thầy nói như vậy là chắc rồi. Mấy bà còn lại gật đầu. Thầy Trần nhắc lại câu hỏi của mình. Mấy người Dân lắng nghe xong rồi lắc đầu. Dạ nhà con không à? Nhà con cũng không thưa thầy. Thế ai cũng đều lắc đầu. Thầy Trần lấy làm lạ tự thắc mắc. Ta thấy chuyện này nhất định là do có người động tới mồ mả, rồi vô tình phạm phải điều cấm kỵ, cho nên mới dẫn đến cái họa này. Nếu có ai đã làm như vậy, mau nói ra đừng giấu, nếu không hậu quả sẽ còn nặng lắm. Đám người vẫn đang nhìn nhau lắc đầu. Duy chỉ có một người phụ nữ với nét mặt căng thẳng lùi ở đằng sau. Bà ta bấu hai ngón tay vào nhau, người lấm tấm mồ hôi, đánh ánh mắt nhìn láo Liên đầy sợ hãi. Bà Liên, có phải bà đang giấu mọi người chuyện gì không? Người phụ nữ đứng đằng sau giật mình khi nghe cái Liên của mình. Không ai khác, đó chính là bà Liên, vợ của ông Bên. Bà nghe vậy lúng túng miệng ú ớ không nói được gì. Mấy người thấy biểu hiện của bà Liên biết thật sự đã có chuyện bà đang giấu. Ông Bên vội vã lên tiếng. Bà nó, có chuyện gì sao? Mà nói ra cho mọi người nghe xem nào. Bà Liên ngập ngừng một hồi xong rồi bắt đầu kể. Thật ra thì đúng là có chuyện thầy nói. Thế nhưng mà tôi nghĩ là nó không đến mức. Ông Bên nhíu mày. Thì thầy là thế nào? Bà nói đi. Thì ông có nhớ cái hôm ông cụ ốm nhẹ, tôi ở nhà chăm bố không? Hôm ấy bố nói với tôi ra mộ của bà để dọn dẹp lại đi, cho nên tôi mới đi theo. Tôi làm xong mấy việc mới mang đồ ra ngoài đó để dọn dẹp phần mộ của mẹ. Tự nhiên đang làm thì tôi làm sao? Tôi buồn tiểu quá, tôi chạy qua một góc để giải quyết. Tất cả chỉ có vậy thôi chứ tôi có làm gì động đến mồ mả đâu. Nói xong thì bà đỏ cả mặt. Ông Bên suy nghĩ lại thì đúng, dạo trước ông cụ Duẩn có ốm nhẹ, rồi nói là ông sức khỏe tốt, tuy thời tiết thay đổi ông cũng tuổi cao, đâm ra hay bị cảm. Hôm ấy ông Bên để cho bà Liên ở nhà chăm sóc cho bố.
Bà Liên nói không kể với ông là vì bà cũng quên mất chứ chẳng có gì phải giấu. Thầy Trần nghe xong lời của bà kể thì gật đầu bảo: đúng là cái chuyện con cháu dọn dẹp mồ mả thì hết sức bình thường, thế nhưng không thể nào xảy ra cái chuyện động chạm. Bà kể mình cũng đi ra một góc khác rồi giải quyết cái chuyện đó, thế nên cũng không có khả năng. Như vậy thì chắc chắn cái phần đất bà làm cái chuyện này phải có vấn đề. Ông bên nghe thầy nói đến đây cùng cả một vài người nữa chung quanh nhưng nghĩ ra gì đó, ông bên tiến lại hỏi vợ: này, có phải nơi bà đi là bên góc trái ngôi mộ của bà cụ nhà mình, nơi có một cái cây gì đó có khá nhiều tán phải không? Bà liền nhớ lại gật đầu. Ông bên liền tái mặt thắc mắc: thôi chết rồi, bà không nhớ cái chỗ đó là gì hả? Bà liền chột dạ cố gắng. Mấy người chung quanh cũng nghĩ ra liền bảo: đó chẳng phải phần mộ công cụ vô danh ngày đó? Bà Liên bấy giờ nhớ ra, bà hoang mang: thôi chết rồi, sao tôi lại không có nhớ được chứ? Giọng có phần trách ông bên hỏi: chứ cái mộ của người ta lù lù vậy, sao bà lại không có thấy? Nhớ lại một chút nữa, bà Liên liền giải thích: thì là hôm đó tự nhiên chỗ đó nó bằng phẳng như là đất bình thường, tôi có nghĩ gì mồ mả đâu, vốn nghĩ không có gì nên là tôi mới đi vệ sinh. Đã rất lâu rồi không ra nghĩa địa, hôm đưa bố mình ra chôn cũng chẳng quay bận tâm đến mộ phần đó. Bây giờ nghĩ lại không chỉ ông bên mà cả đám dân làng cũng dường như nhận ra sự thay đổi trên đống mộ công cụ vô danh. Chính họ cũng đã tưởng rằng ở đó không hề có ngôi mộ nào. Đúng vậy, hôm ấy tôi cũng thấy chỗ đó hoàn toàn bằng phẳng, ai không biết chắc chắn không thể nhận ra đó là một ngôi mộ đâu. Một người cất tiếng nói. Thầy Trần nghe xong liền nói mọi người dẫn mình tới đó. Con đường chính đã bị nước nhấn chìm tất cả, phải men theo một lối khác hẹp hơn mới ra tới nghĩa địa. Có mặt tại vị trí ngôi mộ của người vô danh theo dân làng chỉ, thầy Trần lắc đầu rồi bảo: đúng như ta nghĩ, đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Động chạm mồ mả của người chết lại còn là người chết lâu năm, không có được bàn tay của người thân chăm sóc, hậu quả là vô cùng khôn lường. Và người chết mạn phép cho ta nói là còn quá nhẹ. Và Liên bấy giờ hiểu ra chính hành động của mình hôm ấy là nguyên nhân dẫn đến mọi việc. Bà mếu máo òa khóc. Thầy Trần cũng giải thích ngay sau khi bà Liên đi vệ sinh đúng vị trí đầu của người chết, linh hồn của ông cụ vô danh đã oán hận bám theo bà về nhà để tìm cách báo thù. Ngày ông cụ Duẩn mất chính là do oán hồn của người này hiện ra rồi làm hại. Tiếp đó sự việc lật áo quan hôm đưa cụ ra đồng cũng chẳng phải là sự cố ngẫu nhiên, mà là do ác niệm của linh hồn người kia. Nó làm lật áo quan rồi bắt linh hồn cụ Duẩn, sau đó ép cụ phải dìm chết từng người một vào trong xoáy nước. Biết được chuyện về người này, thầy Trần vừa làm lễ vừa bảo: linh hồn kia, mau trở về đây nghe ta luận tội. Dân làng này năm đó có ơn đối với ngươi, không vì không biết ngươi là ai mà đào cho nhà ngươi một huyệt mộ, về mà ơn còn chưa báo lại dùng oán để trả lại. Ngay sau câu nói của thầy, gió bừng bừng rít gào lên, mây đen từ đâu kéo tới nhanh chóng. Dù vừa mới đây ánh nắng còn dày đặc không chút gợn mây, bầu trời nhanh chóng trở nên tối tăm. Tiếng ồm ồm cùng với sấm sét rền vang cả một vùng. Ở bên dưới tiếng gió rít lên từng hồi, lẫn trong đó còn có giọng của một lão già vang lên, khiến ai nấy đều muốn tiếp sợ: ơn sao? Ơn mà chúng nó đá lên mặt tao, đó là ơn? Thầy Trần nghe vậy lắc đầu tiếp tục: việc này chỉ là trong lúc sơ ý mới xảy ra, chẳng có ai có ý làm vậy trên mộ phần của ngươi. Buông bỏ chấp niệm đi, tha cho những linh hồn vô tội để họ được siêu thoát. Bà Liên bấy giờ quỳ rạp xuống để xin lỗi: ông ơi, tôi biết chuyện này là sai, tôi biết lỗi của tôi. Nếu ông có trách xin hãy trách tôi, đừng đổ tội lên dân làng. Tôi cầu xin ông, tôi thật lòng xin lỗi. Tiếng gió lại rít lên như tiếng cười ngặt nghẽo nghe gai cả người. Trên trời từng tiếng sấm nổ chói tai vang lên, ánh chớp sáng lòa rọi xuống dưới đất. Mà nếu chúng phải dù chỉ là một tia, chắc chắn đến mấy người lập tức vong mạng. Thầy Trần biết nhẹ nhàng không thể giải quyết, liền rút một lá bùa ném lên không trung và đọc chú. Chưa kịp làm gì thì một tia sét đánh ngang suýt nữa đã lấy đi tính mạng của thầy. May mắn khoảng cách còn khá xa, cho nên thầy và mọi người chỉ bị đinh tai. Có người ngất liệm hộc máu mồm chứ chưa chết. Ở bên này thầy Trần không khác hơn là mấy.
Thầy không ngờ vong hồn kia lại mạnh đến như vậy. Gắng gượng lắm thầy mới ngồi dậy được, cố gắng rút lá bùa tiếp theo, thầy dồn sức để đọc. Tuy nhiên ngay sau lưng cảm giác có thứ gì đó ập tới, giống như thần chết đã sát với lưng của thầy. Mới chỉ gắng đọc được nửa câu chú mà cảm giác chết chóc sau lưng ập tới. Thầy trần như đã buông xuôi tất cả. Thầy nhắm mắt đầy bất lực, tuy nhiên mãi vẫn không thấy bản thân bị sao cả. Ngoài đầu ra sau, thầy trần nhìn thấy là mấy bóng mờ ẩn hiện. Một chính là của lão già với gương mặt kinh tởm đang áp sát định tước đi sinh mạng của thầy. Bà bóng trắng lờ mờ đằng sau có lẽ là của những người đã mất tích. Cả ba dùng hết sức kéo chặt lão già lại, không để cho thầy bị tấn công. Không chậm trễ, thầy trần liền tiếp tục đọc chú. Phía trước mặt thầy, lão già kia không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của những kẻ mà lão đã giết. Nhưng mà cố thế nào cũng không được, vì hình như lực từ ba kẻ kia đang càng lúc càng mạnh. Lão bị chúng kéo hẳn ra rồi bay lên mỗi lúc một xa. Ngay lập tức những tia sét dồn dập như là chuẩn bị ập tới đầu của dân làng đột nhiên chuyển hướng rồi đánh thẳng vào một thân cây. Tiếng gió như thiết gào vang lên chói tai, nghe sợ hãi vô cùng. Thầy trần xong việc liền thổ huyết rồi ngất lịm. Mấy người còn tỉnh táo mau chóng đỡ thầy và cả những người bị thương trở về. May mắn không ai phải bỏ mạng sau tia sét kinh hoàng ở ngoài nghĩa địa. Khi thầy tỉnh lại, họ thi nhau cảm ơn thầy, nhưng thầy bảo: đừng có cảm ơn ta. Người cần cảm ơn chính là họ, những người dân của làng này. Thầy trần mỉm cười vì nghĩ lại chuyện ở ngoài nghĩa địa. Thầy biết ba linh hồn của ông Nổ, Dân và lão Phốt rồi bị vong quỷ của lão già vô danh chiếm giữ. Nhưng nhờ vào lá bùa của thầy, cũng như trong lúc dân làng đối mặt nguy hiểm, tâm trí của cả ba tỉnh lại cứu lấy dân làng một mạng. Thầy nói với mọi người: mau ra đó đưa xác của họ về đi, ta sẽ giúp mọi người lo chuyện ma chay. Mọi người mau chóng ùa ra cánh đầm. Lúc này nước đã rút đi đâu hết, chỉ còn trơ trọi lại những thửa ruộng ngập úng. Mau chóng xác của cả ba người kia được tìm thấy đưa về để lo hậu sự. Tiếng khóc tiếng kêu gào vang lên lẫn trong tiếng trống nghe ai oán não nề. Tuy nhiên đây cũng là kết thúc cho chuỗi chết chóc kinh hoàng, âu cũng là một sự giải thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.